Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Vẫn không hề biết cái tình huống này. Vẫn không đúng, Asta chưa biết điều đó. Và Sology vẫn đang bò một cách rất là từ tốn, bắt đầu nổ súng hay chưa? Sology đã bị lộ vị trí rồi, sáng cho vị trí Sology ơi! Một sinh lũ xử lý lỗi skill từ vị trí Sology. Và cách tài viên của team HZ Gaming họ đang có cơ hội trong tình huống đẩy ra của mình. Tình huống bắn hơi vội và HZ Gaming họ đang có tình huống công vào rồi. Đây. Bữa này là tình huống nhảy xuống nhà từ vị trí của đó là TVT. Lửa nó trả lại và TVT đã nhảy xuống khu vực dưới tầng 1 rồi. Ở một diễn biến khác thì số 1 cầu giới vừa bị best 1301 knock out vào một khẩu K98 của mình, và ở đây là Kawi hạ gục được vị trí của Fuji, nhưng lượng máu của TVT là không còn nhiều và sẽ là một tình huống tràn vào nhà của rất đông các thành viên bên phía của HZ, và TVT là thành viên tiếp theo của bên phía Kawi phải nằm xuống. Vâng, đúng nhấp nhà ở đây và Crazy Gaming họ đang có hai người. Đức Mỹ sẽ có tình huống 1v2. Đức Mỹ vẫn chưa bị lộ vị trí. Đức Mỹ bị lộ vị trí rồi, vẫn chưa dám nổ súng từ vị trí của Đức Mỹ, vẫn đang chờ đợi những đồng đội của mình để cover. Đức Mỹ đang di chuyển rất thông minh. Easy Lập Quan có được mạng Kisama. Đức Mỹ nổ súng từ đúng này. Đức Mỹ có cho mình được mạng vị trí của đó là vị trí của hàng eo. Scatter nằm xuống vào vị trí của Dian và kết tập của team Game Home. Họ clear hoàn toàn kết tập team Crazy Gaming với tình huống giao tranh tốt, và đó là mỗi người có cho mình một điểm vào gục. Họ biết là người có lợi thế hơn nhưng tình huống bắn của họ là không chính xác, nó khiến cho thành viên đối phương có thể trả sát thương lại. Và đây tiếp tục là một tình huống xấy tốt. Asta là người phải nằm xuống và chỉ có một mình thì chưa Marcus có thể rời đi trong khu vực này mà thôi. Và Marcus liệu có thể đối thủ được hay không? Ôi nhưng bất ngờ trên nét tiếp theo của DMK là người đã có mày được vị trí của Marcus rồi. Và hát chết của mình mất cho mình đó là hai player trong tình huống di chuyển xe. Nhiều vấn đề Phoenix Gaming Station nó công vào cái tay viên của team đó là hát chết Gaming. Nét được trả lên rất nhiều cho vị trí của Lurayo cùng với đó là vị trí của Boost. Một tình huống đẹp nên chính xác, vị trí của Lin phải nằm xuống. HZ chỉ còn một thành viên thôi và Boost đang quyết định là sẽ đẩy lên trong tình huống này. Bắn yếu được không? Và đó một tình huống mà Boost làm được, anh ta hạ gục hoàn toàn thành viên bên phía của HZ. HZ dừng lại vị trí 13 trong round thi đấu này. Vẫn là khẩu ca quen thuộc và bên này GM thấy luôn cái tình huống TTDZ Esports rồi. Chắc chắn là những tình huống liên phòng thông tin thôi. Nổ súng diễn ra, GM có được mang người. Một đọc ao hay không thì đó là tình huống double kill cho mình như GN. Nhưng Easy Love phía bên này thì bị Nguyễn Trọng Phúc bắn yếu rồi và đã phải nằm xuống. Dian đẩy lên, anh ta tiếp tục có cho mình hai bạn nữa. Những tình huống giao tranh liên tục và Dian đang cố gắng bích vào các tình huống của TVA Esports và các tình huống của TVD Game Home. Họ đã có cho mình được điểm vào cục thứ 5 rồi. Mọi lần tốt được ném lên từ vị trí của Đức Mỹ. Ông Bini Esports dừng lại ở vị trí thứ 8, Persona Cyber Game. Chipper 7 cố luôn mang vị trí của Levis. Dian có cho mình điểm vào cục thứ 6 với các tình huống của Game Home. Họ bắt đầu trả Esports ra và bắt đầu quét qua khu vực các tình huống của TVA Esports. VA Sport họ còn cho mình đó là vị trí Phu Cang cùng với đó là vị trí Nguyễn Trọng Phúc. Đây là hai player được đánh giá rất cao, nhưng bất ngờ Zeno có lúc mạnh vị trí Nguyễn Trọng Phúc rồi. Xây có hai tốt từ vị trí Phu Cang nhưng rất đáng tiếc. Có một đồ cover kịp thời từ vị trí Đức Mỹ và Game Home. Họ cũng sẽ cứu được cho mình đó là vị trí của Dian mà thôi. Được trả lời từ các thành viên team DAC Gaming. DAC họ đang bị bắn từ hai hướng. Xây có 3 từ vị trí Chipper 7 yếu được cho mình đó là vị trí Tony. Một viên nữa thôi thì Tony đã phải nằm xuống. Nhưng ngay lập tức vị trí của Tony có một tình di chuyển thông minh. Và bên này các thành viên của team Persona Cyber Game, Khang Ca là người đang chủ động đẩy lên. Một tình huống mà Khang Ca đang cố gắng lút cho mình những lượng trang bị tại cái Aerox. Mà sẽ không trải ra, sẽ tung được chiếu Khang double drop out rồi. Và đó là một tình huống 1-3 từ vị trí của Khang Ca. Ở bên này thì Persona Cyber Game họ bắt đầu trả smoke để di chuyển vào bo rồi. Khang Ca chủ động trả lời với những cái đen của mình. Sẽ tung được vị trí của Khang Ca và công coi clear hoàn toàn các team LT Esports. Và chúng ta sẽ có tình huống 4v4 diễn ra rất căng thẳng trong những giai đoạn cuối của trận đấu này. Máu của Khang Ca đang rất gần vị trí của Khang Ca. Khang Ca nhấp nhả tốt tình huống này. Khang Ca nằm xuống rồi. Cao Bình Dũng đẩy lên. Khang Ca yếu máu. Khang Ca vẫn chưa yếu máu được tình huống này. Chưa thể heal được vị trí của Khang Ca và anh ta sẽ buộc phải lùi vào trong trái smoke để có thể được hồi lại lượng máu của mình. Trong khi đấy thì đây tiếp tục là một tình huống bắn ca chính xác, hạ gục đến vị trí của công còi. Liệu rằng các thành viên ở bên phía Game Home đang muốn đẩy lên cho tình huống này hay chăng? Đây, smoke bên phía của Persona Cyber là còn rất nhiều và đang hơi khó để có thể công lên, nhưng đây là vị trí của Đức Mỹ. Đức Mỹ hạ cũng được vị trí của Đức Hiếu rồi và confirm kill luôn. Nhưng ngay sau đấy tình huống trả mạng rất nhanh của vị trí Khang Ca, nhưng Khang Ca cũng đã phải đào xuống rồi. Persona Cyber đang gặp khó trong tình huống này, họ sẽ chỉ còn lại hai thành viên đang còn đứng lên trên mặt đất mà thôi. Vẫn là tình huống giao tranh rất tốt. Easy Lock One nằm có luôn mày với chiếu Chipper 7 và top 1 thuộc về Game of Esports với 1 kill ở trận đấu đầu tiên của Đức Mỹ để những chiến thắng này. Súng, ông Pin họ quyết định dừng xe trở lại rồi. Easy Lock One họ có đủ thông tin từ đúng đó. Sáy tăng Easy Lock One, sáy tông double knock out cho vị trí Easy Lock One và Game Home. Họ đang bắn thực sự rất tốt trong trận đấu hôm nay. Và chúng ta xem liệu ông Pin Esports họ có công lên hay không. Tuấn Bi là người đang chủ động đẩy lên với khẩu M4 không scope của mình.
KTV Game Home hoặc cần phải cẩn thận. Chết chỉ cày liên tục không trúng 18 rất nhiều vào KTV Team Game Home. Easy One cần góp trúng lấy thông tin và không cần phải trúng đẩy lên góc trong trận đấu này. Game Home đang bắn cực kỳ chậm lại trong tình huống này khi mà họ đang có lợi thế về người. Và sẽ là tình huống đẩy lên với cả 4 thành viên hay trang đầy. Just K đã hưu máu được trở lại được rồi. Nhưng khi mà chúng ta thấy rằng là các thành viên bên phía của Game Home họ có cho mình một góc kê là rộng hơn rất nhiều thì chắc chắn là OB Esports họ sẽ gặp khó tình huống này. Và điều mà họ chỉ mong chờ đó là có thể thoát đi một hai người để kéo top mà thôi. Một tình huống xấy từ rất xa với cầu Scarlet của mình, nhưng đó đã là tình huống knock out của vị trí Đức Mỹ. Nhưng đây là một tình huống ẩn thân chi thuật từ vị trí Tuấn Bì. Liệu Tuấn Bì có bắt được an cái tình huống Game Home hay không? Thì đó là một tình huống xấy rất tốt từ vị trí Đức Mỹ với cầu Scarlet của mình. Bởi một tình huống của Tuấn Bì này nghe rồi bước sang vừa nói sau thì Đức Mỹ đã thấy được vị trí của Tuấn Bì rồi. Và đó là tình huống xử lý tốt và Game Home Esports hoặc liêu hoàn toàn cái tình huống Tuấn Bì. GG Leo đang có một tình huống móc rất hay và chúng ta cần có một tình huống móc cam từ vị trí của GG Leo. Và đây là một khẩu AKM không, đây là vị trí của Madgun. GG Leo có Scarlet có mai nó xuống rồi, xảy không tốt từ vị trí của GG Leo. Trời ơi, ở game đấu trước bắn rất hay nhưng ở game đấu này thì GG Leo đang vừa có tình huống xảy mù mắt người xem. Hạt nhẹ họ biết được điều đó, họ bắt đầu quay trở lại để ép vào vị trí của GG Leo rồi. Nét vật trả liên tục từ vị trí của GG Leo, nghe được footstep vẫn đang cố gắng nằm hiệu máu rồi. Và hạt nhẹ gaming họ vẫn chưa phát hiện được vị trí của GG Leo trong tình huống này. Vẫn tình huống tham minh nét được ném từ vị trí của Putin, quyết định nhấp nhà từ vị trí của GG Leo rồi. Molotov được ném lên, GG Leo đang bị tắt bởi cái liên tìm lạc của nhau, tập của nhà đó xảy mù mắt từ vị trí của Putin. Một tình huống xử lý lỗi, anh quân có được màn vị trí của Lenin rồi. GG Leo thoát nạn trong tình huống di chuyển vừa rồi. Nhưng bên này Putin đang bị lửa đốt, Putin sẽ bị yếu máu. Smell đang cố gắng hiu máu rồi, nhưng anh quân đã nằm xuống bờ vị trí của Madgun. Hạt nhân gaming họ đang có rất nhiều lợi thế khi họ vẫn còn những 3 player. Smell có được màn vị trí của Madgun và tình huống xảy tốt với cậu em vợ. Lúc này đây thì DAC họ sẽ gặp khó trong tình huống này, họ đang muốn sủi nhưng là hơi khó. Smell bắt đầu công lên, Smell muốn bắn trong cho tình huống này. Asta đang là bệnh viên đang cố gắng cứu hero của mình và tiếp tục bị nằm xuống vị trí của Lý Trinh. Nhưng làm sao đây, hết đạn rồi, đang cố gắng bắn về vị trí của Fujin nhưng Asta là người đồng thành viên tiếp theo bên phía HZ phải nằm xuống. Phía bên này thì AZ Leo cũng phải nằm xuống rồi, tình huống bắn tốt hơn đến từ các thành viên bên phía của AZ khi Fujin là người hạ gục đi thành viên cuối cùng của DIC. Quay trở lại với tình huống này, mọi người có thể thấy Divine họ vừa có một tình huống di chuyển bo thật sự rất ấn tượng. Họ vòng qua khu vực Mita, họ di chuyển xe qua khu vực đó đầu cầu Mita, họ di chuyển ngang khu vực quân sự, họ di chuyển vào khu vực hướng 6 giờ của vòng bo hiện tại và họ đang có một vị trí rất thuận lợi trong bo. Vị trí của Lagoia bắt đầu bắn sang và vị trí bên kia FT là người đầu tiên phải nằm xuống. Đức Mỹ bị một tình huống mà bắn rất nhanh của Morphine thôi, xấy bằng khẩu Auger rất nhanh. Bên này Easy Lock One bắt cho mình được vị trí solo gì. Pháp vừa có trốn bắn người đồng đội cũ của mình tại vào Team Game Home. Sology vẫn là một trong những người player được đánh giá rất cao nhưng bất ngờ đã phải nằm xuống rồi. GG Leo bắt đầu di chuyển xảy qua top với cầu em bò có lúc mạng vị trí TBT. Và ơn áp đạn thành công rồi, bắt đầu đẩy lên xảy qua kinh từ vị trí GG Leo bắt và đi vào gục thứ 6 và clear hoàn toàn là Kawi. Một tình huống linh tâm quá kinh khủng từ vị trí GG Leo bắt. TDZ đã xuất hiện ở đây với 4 người còn lại của mình và Game Home họ tiếp tục mất cho mình đó là vị trí Cao Việt Dũng. Nét được trả lên từ vị trí Thanh Lương. Nhưng chúng ta xem liệu hai thành viên của Team Game Home họ có thể có cho mình những điểm nữa hay không. Survive vừa có luôn mạng vị trí KTB Team Boy Shadow Cyber Game. Vẫn là tình huống nhấp nhà từ vị trí Zero One. Zero One đang bị yếu máu rồi, nghe được cấu lên quá nhiều. Diane đang bị thấp máu, Diane nằm xuống bởi chiếc nét từ vị trí Tung Con. Và bờ này cũng có nằm xuống bởi Zero One rồi. Nhưng ngay lập tức Thanh Lương vừa có tình huống cover kịp thời và TDZ Esports họ clear hoàn toàn Game Home và chúng ta có một tình huống giao tranh diễn ra giữa ba team tại vực đội Bushiki. Vẫn là một tình huống đang cố gắng công vào vực nhà này và KTB của Team LT Esports họ có với mình hai người trong vực này, đó là và BDT. Nét trả liên tục bắt đầu kê tạo rồi xây tốt từ chiếc BDT có đúng mạng vị trí UCP và vẫn đang quyết định leo ra khỏi nhà rất thông minh nhưng đang bị tap bởi cái BDT Divi. Một viên của tôi thì Toto sẽ có mạng. BDT vẫn chưa nằm xuống trong tình huống tap đưa rồi của cái BDT Divi. Trường Anh Vũ bắt đầu kê tạo rồi, nét được trả thẳng bằng vực xe nơi BDT đang ở đó. Một cái nét vẫn chưa có thể có mạng đồng chiếc BDT. Bên này thì ba đai họ vẫn còn cho mình đó là ba người đẩy vào ngay lập tức số 1 cầu giấy có lúc mày vị trí VDT và CV là người form rất nhanh cho người đội của mình. Kẻ tầm rất hay nhưng đó là tình huống click tầm tốt từ vị trí của Trường Anh Vũ có lúc mày vị trí của số 1 cầu giấy rồi.
công vào nhà ngược trở lại. Trong khi đấy các thành viên của bên phía Paradise Attack có tình huống kê tốt hơn. Và ở đây thì TAV một lần nữa không trách qua kỳ cái góc này để ngay lập tức vị trí của Sinfi đổi được mạng của TAV, và TAV bắt buộc phải nằm xuống trong ngậm ngùi. Và thành viên của OT lúc này vẫn cố gắng di chuyển ngược trở lại ngôi nhà này thì có vẻ như là không kịp rồi, và chỉ còn một mình vị trí của Huizel thôi đang muốn trả thù cho người đồng đội của mình. Vẫn còn đó cả thêm vị trí của Zeno nữa, nhưng liệu có thể làm được gì trong tình huống này không? Bắn là tốt hơn, và một tình huống sấy vào đầu của Sinfi. Sinfi phải nằm xuống. Bên phía Paradise Alphat họ chỉ còn lại 3 người trong tình huống này. Những trái smoke được trả ra từ cái team Paradise Alphat rồi. Chúng ta xem tình huống này. Ui, có cứu được không đây? Đã thấy rồi, vẫn còn cho mình 3 chế net. Tại sao lại không tận dụng tình huống này? Ơ, một tình huống net ơi bị sai từ vị trí. Ôi, net rất đẹp. Một cái net A bắn trúng vào cái vị trí mà nơi cái team Paradise Alphat ở đó. À, họ có ở đó. Một tình huống mà mình cứ tưởng chừng rằng trái net đó lọt vào khu vực cửa để ôm thành viên của Paradise Alphat, nhưng bất ngờ đó A bắn ngược vào vị trí còn lại. Quay trở lại, chúng ta có thể đang ở video bắt đầu với tình huống muốn đẩy ra khỏi nhà. Đây là một cái thùng thinh có cho mình, đó là một khẩu ôm nhưng có vẻ như không quan trọng nữa rồi. Lê Viết đang bắt đầu phi xe lên, trong khi đấy thì Aleo vừa có tình huống hạ cục đốc vào được vị trí của video. Và cho cùng xem tình huống này thì sao. Dê đâu sấy nhưng là người mất đi một nửa lượng máu trước khi có thể làm điều gì đấy. Và Levit thả một quả nết vào trong nhà. Quả nết khiến cho vị trí của Zeno hơi bất bình tĩnh ở đây. Và Zeno bắt đầu sấy, nhưng đó là tất cả những gì Zeno có thể làm được. Và sẽ là cái top 1 ở trong trận thi đấu thứ 2 của điều thứ 5. Tình huống giao tranh từ khá sớm khi bắt đầu bắn nhau đối với thành viên của Kia Bóc. Và chắc tại vì cái tình huống của Kia Bóc, cái đúng nổ lò tù rất nhanh chóng. Bắt đầu xây từ dưới trên rồi, Jun là người đã nằm xuống một chiếc đêm nhà. Xây liên tục từ dưới trên. Một cao ôi, GN xây lùng vào đồng đội của mình. Và vừa nói xong, Itap đây có luôn mạng từ dưới trên. Một tình huống mà ngay lập tức Itap đây cover rất tốt cho người đồng đội của mình. Nhưng chúng ta quay lại với tình huống trước đó. Khi đó là một tình huống mà GN đang cố gắng bắn sau lưng người đồng đội của mình. Tình huống bắn để có thể gọi là hỗ trợ cho đội mình, nhưng vô tình lại là tình huống bo phải Guy Spray có được mạng của Trinh rồi. Trinh là người tiếp theo ở bên phía kia Bắc đang phải nằm ôm bụng, chỉ còn lại ngoài 8 điểm cho GN mà thôi. Và Zero tình huống di chuyển vào nhà bắn sấy, nhưng nó là những tình huống sấy chưa quá chính xác. Bên kia thì lúc này đây thì GN đã phải nằm xuống rồi và tiếp tục sấy tràn vào sang người tiếp theo, nhưng chỉ còn một mình Y8 ở đây mà thôi. Và Y8 phải làm gì khi mà chỉ còn lại cho mình đó là 30 máu ở đây. Vẫn là một đúng nhất nha, từ cái tập bóc bớt rất tốt của tụi mình chịu tô đốc. Và ngay lập tức kia bóc họ chỉ còn nhưng mình một người tại một nhà vệ sinh kia. Làm thế nào thì kia bóc họ có thể lập được kèo tôi đúng này đây. Tám ui, quay ai có lúc mày mình chịu tô đốc rồi. Vẫn là một khẩu AKM nhưng ngay lập tức Itra Break King Queen is bóc là người tăng trong tình huống solo kill cuối cùng. Rẽ một tình huống đẩy lên những thành viên bên phía của Meeting khi TPC từ đằng sau đã cố gắng cover cho người đồng đội của mình nhưng là không thể. Tí hạ cũng được nhưng ngay lập tức hạ cũng có ngay lập tức bị đổi mạng rất nhanh bởi vị trí của Lunario. Ben đã phải nằm xuống cầm phần kill luôn, chỉ có một mình TPC còn sống trong đội của BN mà thôi. Và chắc chắn là Itra này cũng sẽ phải nằm xuống. Đây là một tình huống mà quá khó cho Vitamin C rồi. Anh ta chỉ còn lại một mình, bị đến 3 thành viên của bên phía Phoenix đang bắn sang và thậm chí là 4. Những bất ngờ cái tình huống kinh kỳ Spock. Họ đang có những tình huống không đó, cái vị trí game home mà bắt đầu mở cánh. Và vừa rồi là Easy Lock One nóc luôn vị trí của Lugano rồi. Vitamin C phong tấn công mạng vị trí của T. Và đây là một tình huống mà Easy Lock One phát hiện luôn vị trí Vitamin C. Một khẩu luôn của 3, nó súng liên tục. Siêu phi vượt qua công mạng vị trí của Solo T. Nhấp nhả tốt từ vị trí của Bull, có luôn mạng cái TV của team. Đó là cái TV TBN. Và bắt đầu tình huống cái hàng từ vị trí Easy Lock One. Để mọi gốc tiếp theo thuộc về game home hay không? Net được trả lên và khả năng thì Easy Lock One sẽ có được mạng vị trí thiên nhỏ. Một cái net hơi mạnh rồi. Vẫn chưa có một tình huống kết mạng tấn công. Không như vậy là tình huống mà trước đó thì Easy Lock One chính là người nắp được mạng vị trí thiên nhỏ. Vẫn là tình huống sắp từ vị trí của Đức Mỹ mà thôi. Game home họ có nhưng mà được 3 điểm mà gục trong tình huống mà giao tranh vừa rồi. Nhưng Dian đang cố gắng chặn đầu vị trí của Boot. Boot đang bỏ chạy rồi. Chắc chắn Boot cũng sẽ phải nằm xuống mà thôi. Dian đang mở cánh quá thông minh. Và điểm mà cục thứ tư cho Game Home Esports. King Queen Esports thì họ vẫn còn cho mình, đó là vị trí của Tribray. Levi đã bắt đầu di chuyển vào nha. Ui, Levit đang công tình huống nhảy chết nha. Levit đã thấy được rồi. Nghe được full stack bắt đầu chủ động di chuyển ra một triple 7 là người tăng trong tình huống solo kill. Và bên này Toto bắt đầu cover cho người đội của mình. Sấy trong chiếu Toto, Toto có được mạng như khen ca. Nhưng tình huống xử lý rất tốt trong chiếu Toto. Một tình huống sấy tí nữa tôi thì cũng có luôn mạng rồi. Ở bên này vẫn là vị trí của Cao Việt Dũng bằng một cách nào đó có luôn mạng vị trí. Alo, nét được trả vào từ chiếu công coi. Công coi bắt đầu bị sai công chiếu
link của đó là Toto. Toto xử lý tốt và đó là một tình huống mà Triple Seven có cho mình được double kill. Divi dừng lại ở vị trí thứ 12 trong tình huống cày công lên của mình. Và quay trở lại tình huống này thì Marcus bắt đầu công tác di chuyển. Đây là nằm xuống bởi vị trí của KTV của team đó là một Shadow Spy Game. Khang Ca là người có đúng mạng vị trí Easy đã qua rồi. Và Game Bomb mà mất cho mình đó là hai người. Cao Việt Dũng đẩy lên để cứu vị trí của Dion. Chỉ đẹp lóc ở trên đầu KTV của team Game Bomb và có lúc mạng vị trí của đó là Easy Love One. Game Home họ còn cho mình một player thôi. Và KTV của team Berserker Cyber Game, họ có hai người tại cuộc nhà này và họ thủ đang rất ngon. Bắt đầu mở cánh đã xảy rồi, xảy rất tốt từ chiếu Khang Ca và Berserker Cyber Game. Họ có từ đúng 2v4 rất hay. Bên này thì vị trí của Lego bắt đầu táp vào KTV của team VI Sport. Và ba đàn phát là team họ đang có rất nhiều lợi thế. Good nghe có luôn mày của Tony và DLC dừng lại. Họ cũng như vậy. Họ quay trở lại với cuộc Khang táp tương đối là tốt nhưng vẫn chưa có mạng. Mặt kết có luôn mày của Lego. Tình huống phát sau lưng rất khó chịu từ vị trí của Marcus. Ở ngày hôm kia tối hôm qua thì Marcus cũng có một tình huống sinh tồn rất tốt mà chỉ chịu dừng lại trước vị trí của Dion mà thôi. Một tình huống mà Caster đang có một tình huống ấn thủ chi thuật khi chiếc xe này nó đang bị lật lại và Caster đang nằm trong xe để có thể chờ đợi những tình huống mà bắn sau lưng các team nào có thể di chuyển qua. Ra ở trong tình huống này, Nguyễn Trọng Phúc đã đổi được mạng của một người và số một cầu giấy đổi ngay mạng của Nguyễn Trọng Phúc rồi. Brian Pha vẫn còn có thể cứu được người đồng đội của mình trong khi đấy thì Crazy Gaming vẫn đang nằm trong xe, có vẻ sẽ là an toàn thôi. Đây sẽ là một tình huống mà các thành viên của Crazy Gaming có thể kéo top được. Vừa rồi là một tình huống đang bò rất thú vị trên vị trí Phu Càng. Bên này thì NBK bắt đầu đẩy lên rồi. Ui, lại ngồi vào trong xe. Này thì chui vào xâm xe với chúng tôi này. Ôi, đang kiếm kìa. Không thấy. Một tình huống NBK vẫn chưa thấy tình huống này. Đã thấy được rồi. Thấy vào xe lần này là top 1 cuộc về Balayan bắt với chiếc kiều. Đó là Divi. Không quay trở lại trận đấu này. Chết mèo bắt đầu sấy rồi. Có được mạng với chữ bet 1301. Và đây là đúng công nhà từ các TV của TVN. Mạng vũ bắt đầu di chuyển vào cục nhà bài. Như này thì tắt quá nhiều. Solo gì có được mạng với chữ TVC. Các TV TVN nó còn cho mình đó là chữ hoàng vũ tại cục nhà dài của tôi. Một tình huống di chuyển xe lên rất lội. Và bên này vẫn còn đó là chữ A Sài Gòn nữa. Một tình huống 2v2 diễn ra và Lacombe House. Điều họ có tận dụng được thời cơ hay không? Vừa nãy sau khi Solo gì có được mạng với chữ A Sài Gòn. Mạng vũ bắt cho mình được vị trí chết mèo. Một tình huống 1v1 diễn ra. Phơm từ vị trí Solo gì rồi. Hoàng Vũ sẽ bắn như thế nào trong tình huống như thế này, liệu có thể đổi được một không? Và không đổi được bất cứ một ai cả. Là Gaui clear hoàn toàn đội hình của bên của BN. Và cái tình của team đó là Monster Cyber Game. Họ lại di chuyển ngang qua cái tình của team VAR Sport. Và VAR Sport họ bắt đầu nổ súng rồi. Chiếc bò sẽ vẫn nằm xuống một chiếc súng càng. Ngay lập tức cái tình của team VAR Sport họ chiếm được một nhà lờ. Nổ súng được diễn ra và HZ Gaming. Họ bị clear hoàn toàn bởi cái tình của team QD Sport. Kill và sẽ chỉ có bạn Trường Anh Vũ đang ở đây với tôi. Nhưng đó tiếp tục là một tình huống bắn tốt nữa. Do CK là người tiếp theo ở bên phía ông Bill phải nằm xuống. Và sẽ cùng xem tình huống này thì Trường Anh Vũ có thể làm được tiếp tục hai người hay không. Bắn là tốt, nằm xuống nhưng đấy là tình huống nằm tốt hơn của Chí Tâm. Có vẻ như đang là không được chơi điện tử rồi. Tony đổi được mạng của Nguyễn Trọng Phúc. Tí tiếp tục bị hạ ở vị trí của Jun. Và các thành viên của Kiều Bắc cũng đang tham gia giao tranh ở khu vực này. Và quay trở lại khu vực bên này thì sao? Game Home đang đụng độ với Divi. Nam Si bắt cho mình đứng đó là vị trí của nước Mỹ. Vẫn tình huống xử lý tốt từ vị trí của Nam Si. Nam Si sấy bị sấy bởi vị trí của Dion. Dion có mạng vị trí của Nam Si rồi. Aleo là thành viên cuối cùng của các thành viên của team đó Divi. Một khẩu ốp có 39 viên đạn từ vị trí của Dion. Trời ơi, một khẩu ốp mà tại sao lại có nhiều viên đạn đến như vậy? Phần thứ bảy này nó sẽ thu vào. Bên này Easy Love One bắt đầu đẩy lên. Cần phải cẩn thận. Một tình huống di chuyển từ vị trí Easy Love One. CBT nóc cho mình được vị trí Cao Việt Dũng. Easy Love One công vào rồi. Một tình huống nghe footstep rất kỹ càng. Nóc được cho mình đó là vị trí TBT. Các tình huống đi lạc quỳ họ cần phải cẩn thận. Mở cánh ra. Xây công và nó nằm xuống bởi vị trí của Pháp. Pháp bùng luôn rất nhanh. Dion nóc cho mình được vị trí chất mèo với khẩu ốp của mình. Và Dion cũng là thành viên cuối cùng của Game Home rồi. Một tình huống công lên và các tình huống thì Game Home họ nó mất cho mình đó là hai người. Người trước đấy họ chỉ có 3 người mà thôi. Là cao y họ còn đến tận 4 người. Ở đây là một tình huống ném đến sang quả đen. Quả đen đang bay. Và quả đen đang có vẻ là chính xác. Tất bộ nước vào cho đây. Liệu lên có thể làm được tình huống này không? Tiếp tục ra đến sang. Nhưng chưa có cho mình một điểm hạ phục nào nữa. Bên kia là cái video của Laco bắn. Là một tình huống đẹp bắn ôm chính xác. Đó là 3 kill rồi. Triple kill dành cho vị trí của Lion. Còn một người nữa, liệu Lion có thể làm được tính trong tình huống này hay không? Đang là những tình huống cố gắng cứu. Có thành viên bên phía Laco We House. Liệu cái vòng bò nó có thể giúp cho vị trí của Lion có thể clear hoàn toàn các thành viên của Laco We House trong tình huống này hay chăng? Đây sẽ là một tình huống vô cùng highlight của Lion. Một tình huống để đời. Còn rất nhiều đạn trong khẩu ốp này. Lion bắt đầu quay trở lại với khu 2k của mình. Lion bắt đầu bị sấy rồi. Một
Đúng vậy, ốp rất nhanh từ vị trí của Dion nhưng vẫn chưa chính xác. Một lần tốt ném lên, bắt đầu xây vị trí của Dion rồi. Quá khó nhưng vị trí siêu phi là người có được màn vị trí solo gì. Pháp là người đang chủ động đẩy lên, Dion đang cố gắng hiểu máu. Hiểu máu thành công hay chưa? Quyết định không hiểu máu nữa, ngồi dậy không thành công và Pháp là người thắng trong tình huống solo kill đẩy lên của mình. Và quay sang bắn bắn ra vị trí của Đức Kiều đó, các thành viên bên phía Paradise Phát. Tiếp theo đây, thì Mèo vẫn đang cố gắng xây từ phía trên cao. Li Tu đang ở rất gần, nhưng liệu Li Tu có thể cover cho người đồng đội của mình hay không đây? Li Tu lộ vị trí, tiếp tục bị xấy vào và Mèo đang cho thấy khả năng tay to của mình khi được bắn vào đến hai thành viên bên phía của TDZ. Thách Luân ở BC vừa bị knock out bởi một quả nét của Tony mà thôi. Và bên phía đội TDZ đang có hai người nằm trên mặt đất. Boy sẽ là tờ game tiếp tục bò như chỉ cần cho bò đâu. Ôi Good Man đẩy lên và có lúc mạnh với chỉ quanh quân DLC còn mình hai player. DLZ cũng là như vậy. Các thành viên của Team BSC họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tony đẩy xuống, Tony đang bị xây bởi vị trí Kanga. Kanga xây tốt có được mạng rồi. Double kill cho vị trí của Kanga cùng với đó là vị trí của Đức Hiểu. Trái smoke cuối cùng Kanga đã ném ra rồi. Vòng bò thứ 9 thuộc về cuộc trung tâm. Lee Thu và Tuấn Co vẫn còn rất nhiều cơ hội. Choáng bắt đầu được ném lên rất nhiều rồi. Kanga bị lộ vị trí rồi. Kanga đấu skill cùng với đó là vị trí của Lee Thu. Kanga là người chủ động hơn trong tình huống này nhưng cần phải cẩn thận. Thì sau lưng vẫn còn cái tình huống team Paradise Fast. Ngồi lại nhấp nhả rất khó chịu. Kanga có mạng vị trí của Lee Thu. CP đẩy lên, CP có lúc mạng vị trí của đó là Kanga rồi. Và đây xem tình huống 2v1. Vẫn còn bắt đầu di chuyển. Xây mù mắt và top 1 thuộc về Paradise Fast với 10 kill ở game thứ 4 trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục là một cái top 1 nữa dành cho bên phía của Paradise Fast. Channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports.